Giang Trang và Trương Quý xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Bài ca Hà Nội. Vừa rồi là bản Serenata của Enrico Toselli, lời Việt của Phạm Duy, có tên là Chiều Tà, qua tiếng hát của Lê Uyên. Những năm 1930, ở Hà Nội có một nhóm nhạc sĩ quyết tìm cách Việt hóa ca khúc, không chỉ ở những bài ta theo điệu Tây, nghĩa là đặt lời Việt, mà viết hẳn những bài hát có nhạc của chính mình. Dĩ nhiên, những bài hát ban đầu chịu ảnh hưởng mạnh của các ca khúc Tây Phương, mà những bản Serenade là một chủ đề thích hợp. Serenade có sắc thái u sầu, nhẹ nhàng, lãng đãng, vì thế rất gần với cách diễn tả của nhạc tiền chiến. Chùa buông tiếng ngân âm thầm trong chiều vắng, đường tơ lững buông trong huy hoàng, dù hồn quên hết nỗi chưa tràn đầy cay đắng, giờ vang trôi qua tiếng đàn nhạc chiều êm đưa trong vườn khuya lưu luyến, đêm nay lơ lửng hòa lời u huyền, làn gió như con vương Quý vị đang lắng nghe một bản nhạc ảnh hưởng trực tiếp từ các bản Serenade, đó là bản nhạc chiều của Doãn Mẫn qua tiếng hát Mai Hương. Hãy vang tiếng tơ vui đi cho ngày mai, mai này còn vang tiếng đàn êm ái, mỗi khi tiếng chuông chùa vang ngân dài, nên ngừng nên bâng khuâng nghe muôn tiếng phố.
lạc chiều êm đưa trong vườn khuya lưu luyến, âm thanh ghi lấy vài lời u huyền. Đường tơ theo năm tháng reo nói đến hình ảnh những người con gái Hà Nội những năm 1920, nghĩa là thời trước cả những dòng văn học lãng mạn hay nhạc tiền chiến ra đời khá lâu, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã kể trong Nhớ và ghi về Hà Nội. Khô đầm là làm nghề khô vá cho các gia đình người Pháp có bà đầm. Có một cô khô đầm mà mình quen mặt, ngày thường vẫn mặc quần lĩnh, áo dài nâu, khăn sa tanh, thắt lưng xạ đen, đi guốc, cắp cái nón. Thế mà mấy năm sau đã thấy ăn mặc trang trọng, dòng xe ngựa ở phố Hàng Đào. Xe ngựa đan bằng mây, có chuông dẫn bằng chân kêu tính tong, rất to. Ai nghe chuông cũng phải chú ý nhìn. Bóng ai qua thuyền, vừa như thoáng lướt trên nền trời đêm. Ngừng đàn em thấy, gió lay mạnh chung, bóng qua êm đềm. Từng cơn gió êm làm xô tấm áo lên trên lòng em, lòng em sao xuyến muốn nghiêng mình tránh gió qua bên em. Ôi thời gian đây qua, tấm áo em đang chưa xong mà, cứ mỗi khi làn gió lướt qua bên em thì lòng em thấy xôn xao gì ra. Nâng áo lên em từ gần trái tim. Mùa đông sắp đến, gió lay mạnh chút bóng ai qua thuyền. Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một mảnh áo len, vắng bóng anh em chờ mong anh, cố sức em đan thật nhanh. Em đan áo cho xong còn hong đồng này vắng hình anh, em lạnh lùng thay. Sao anh em nhờ manh áo ấy khiến em quên lạnh lùng khi ngồi trước đèn. Hình ảnh người con gái đan áo đã quá quen thuộc trong thi ca trung đại Việt Nam. Đến lượt các văn nhân thi sĩ lãng mạn những năm 30-45 lại tiếp tục ca ngợi như trong ca khúc Bóng ai qua thềm của Văn Trung mà quý vị vừa nghe. Nhưng ngoài những sự ca ngợi tiết hạnh và đạo đức truyền thống, các nhà văn tự lực Văn Đoàn hay các nhạc sĩ tiền chiến còn thể hiện những cảm xúc cá nhân, những khao khát yêu đương của các tâm hồn của những người phụ nữ tân thời. Hình ảnh này sở dĩ đậm nét vì nó khuôn người phụ nữ vào một dáng vẻ nữ tính và nói theo lối thời ấy là đậm vẻ mỹ thuật. Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Bẽ bàng của Lê Yên qua tiếng hát Bảo Yến. Còn nói ai ân làm chi, ngày vui xưa qua mất rồi, lòng thương chưa phai hết rồi, tình yêu xưa tan nát rồi, còn sao không cùng chung sống trong yêu đương, từ ngày còn được gần gũi bên nhau, khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu. Xin đừng nhắc mối tình ban đầu ấy đã
mà khiến đến nay khó lòng gặp nhau. Không chỉ có những câu chuyện tình lãng mạn, kết thúc có hậu, trong xã hội cũ đầy rẫy những cảnh nghèo khổ và cảnh hai cô gái điếm trong tối 30 Tết ở một Hà Nội ai cũng về nhà người nấy, có lẽ là cay đắng nhất. Cay đắng không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Hãy cùng đọc lại một đoạn trong thiên truyện ngắn Tối 30 của nhà văn Thạch Lam. Huệ tìm lấy thẻ hương, nàng quay lại hỏi Liên, chị có mua gạo không? Gạo đây, nhưng đổ vào cái gì bây giờ? Hai chị em nhìn quanh gian buồng nghĩ ngợi. Liên bỗng reo lên, đổ vào cái cốc này này. Phải đấy, rất là... Nàng im bặt dừng lại. Hình ảnh ô uế vừa đến trong trí nàng. Cái cốc bẩn ở góc tường mà cả đến những khách làng chơi cũng không thèm dùng đến. Nàng định dùng làm bát hương cúng tổ tiên. Liên cúi mặt xuống rồi đưa mắt lên trông Huệ. Hai người thoáng nhìn nhau. Liên biết rằng những ý nghĩ ấy cũng vừa mới đến trong trí bạn. Thuyền theo dòng nước về chốn xa vời, cành hoa phai sắc tàn, còn đôi chân sáng mơ bên vườn lan. Nhưng giấc mơ tan, vương theo gió bao cung đàn. Hà Nội những năm tháng ấy vẫn còn những góc cho lòng nhân ái, vẫn còn những xúc cảm hướng thiện trong cả những hoàn cảnh dưới đáy xã hội. Ca khúc Bóng chiều tà của Nhật Bằng qua tiếng hát Lệ Thu mà quý vị đang nghe đã khép lại chuyên mục bài ca Hà Nội hôm nay với chủ đề Bóng ai qua thềm. Giang Trang và Trương Quý xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh tiếp theo. Những giấc mơ tan, vương theo gió ba cung đàn. Đâu dáng duyên xưa, một chiều thu ta còn nhớ, nhớ hồi con thơ, vai kề vai trong. Chiều sao hờ hững lạnh lùng thơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ. Chiều sao hờ hững lạnh lùng thơ. Thank you.